Và giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với không khí đón năm mới, giây phút đầu tiên đón năm 2023 bước vào cửa nhà của nhiều quốc gia. Bất chấp thời tiết mưa phùn, hàng nghìn người đã đổ về quảng trường thời đại tại New York, nước Mỹ để chờ đợi khoảnh khắc đếm ngược, thả quả cầu pha lê đón chào năm mới 2023. Mang theo áo ấm và khăn quàng cổ, thậm chí là có người còn mặc sẵn cả áo mưa để có thể xếp hàng nhiều giờ. Nhiều người đã đến từ rất sớm để chọn những chỗ đứng đẹp nhất. Nhiều người cho biết là họ đã phải chờ đợi đến 8 giờ đồng hồ nhưng vẫn rất hào hứng. Lễ đếm ngược thả quả cầu pha lê năm nay không chỉ có người dân New York tham dự mà còn đón nhiều du khách từ các bang khác như là Alabama, Chicago và cả nước láng giềng Mexico nữa. Đây là điều mà 2 năm đại dịch trước đây khó có thể thực hiện được do các hạn chế phòng dịch. Có thể nói là người dân các nước đã và đang trải qua những khoảnh khắc đón năm mới 2023 vừa hân hoan với các màn đếm ngược bắn pháo hoa ngoạn mục, nhưng vẫn có những điểm lặng của tâm trạng chưa yên trong năm sắp tới. Trong tổng hợp sau đây thì chúng ta hãy cùng đến trước hết với những màn đón năm mới bùng nổ, siêu hoành tráng sau những năm đại dịch Covid-19. Màn đếm ngược tại tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng và màn pháo hoa bên bờ sông Thames ở thủ đô London, Anh. Hàng chục nghìn người đón mừng năm mới thủ đô Berlin, Đức, ước mong cho hòa bình và sự tỉnh táo trong năm mới. Đêm giao thừa năm nay, nhiệt độ Berlin ấm bất thường, 16 độ C. Trong khi đó, khoảng 1 triệu người đã đổ về đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Paris, Pháp, đón năm mới trong màn pháo hoa ngoạn mục kéo dài 8 phút. Người Pháp đã mất 2 năm không được đón năm mới kiểu truyền thống như thế này ở đại lộ Champs-Élysées do đại dịch Covid-19. Tôi ước mong hòa bình cho tất cả mọi người và giá cả hàng hóa hợp lý hơn. Hiện nay cuộc sống đắt đỏ quá, đau lòng khi chi tiêu, nhất là khi mua xăng. Còn tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trung tâm du lịch của cả vùng Trung Đông, màn pháo hoa và biểu diễn ánh sáng laser ngoạn mục đã thắp sáng thời khắc giao thừa, đặc biệt đẹp tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở trung tâm thành phố Dubai. Nhưng các nước đón giao thừa sớm nhất thì phải tính đến New Zealand, Australia và các nước châu Á. Từ Auckland, Sydney, Đài Bắc, Hồng Kông cho đến Bangkok, v.v. Người dân đều bày tỏ sự hy vọng và mong ước một cuộc sống bình an trong năm 2023. Như ở Vũ Hán, Trung Quốc, bất chấp làn sóng Covid-19, hàng chục nghìn người đã đón năm mới, thả bóng bay vào thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới, theo phong tục địa phương. Trong năm qua, Covid-19 rất nghiêm trọng. Một số người thân của tôi đã phải nhập viện. Tôi hy vọng họ sẽ khỏe lại trong năm mới. Đây là điều quan trọng nhất. Cả gia đình khỏe mạnh và bình an. Thế là đủ rồi. Trong khi đó, người dân thủ đô Ukraine lại đón năm mới trong tiếng nổ của một đợt không kích và còi báo động phòng không. Và không khí năm mới trung tâm thủ đô Moscow, Nga thì khá yên ắng vì năm nay không có bắn pháo hoa và màn đón năm mới ở quảng trường đỏ. Theo nhà chức trách, lý do là phòng chống Covid-19. Còn người dân thì cho rằng đây là hành động phù hợp với tình hình đang có chiến sự. Chúng tôi hy vọng năm mới sẽ là năm không bất chắc, sẽ có hòa bình trên thế giới. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ hạnh phúc ở cả hai bên của cuộc xung đột. Và dù đón theo cách nào thì 2023 cũng đã đến rồi, mang theo những hy vọng và niềm tin mới. Ngày hôm qua thì quý vị đã có một đêm chào đón năm mới như thế nào ạ? Tôi được biết là ngày hôm qua anh Sơn Lâm đã đến với Hồ Hoàn Kiếm và cùng đón Tết đếm ngược với những người dân thủ đô. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với không khí đó, không khí lễ hội rộn ràng, mang theo nhiều mong ước của một năm mới tại phố đi bộ nhộn nhịp này nhé. Và hiện giờ chúng tôi đã có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô. Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội. Quý vị thấy đây, không khí đang khá là lạnh. Tôi vừa kiểm tra, nhiệt độ chỉ vào khoảng 15 đến 17 độ thôi. Thế nhưng hãy nhìn xem, xung quanh tôi lúc này đang là những nụ cười rất tươi, đang là một niềm hạnh phúc rất ấm áp. Bởi vì tất cả chúng tôi ở đây đã sẵn sàng chào đón những phút đầu tiên của năm mới 2023. Quá hào hứng thưa quý vị, cảm ơn khán giả rất nhiều. Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vốn đã luôn đông đúc những ngày cuối tuần, nay lại càng nhộn nhịp hơn vì nhiều sự kiện đếm ngược sôi động được tổ chức. Sau 2 năm với nhiều hạn chế di chuyển vì dịch bệnh Covid-19, lúc này có lẽ chỉ cần hít hà cái lạnh của Hà Nội và bên nhau khi bước sang năm mới đã là một điều hạnh phúc với bất kỳ ai.
Em thấy là hôm nay đông hơn rất nhiều. Và cái khác so với mấy năm trước, em thấy mọi người cởi bỏ được cái khẩu trang so với những năm trước. Thay đổi con phố này năm nay là đã hết tình Covid rồi, thì năm nay rất vui vẻ, đón xuân rất vui vẻ, người dân đi rất đông. Và vợ chồng này cũng làm năm thứ 7 rồi, liên tục đón giao thừa ở bờ hồ. 7 năm rồi liên tục đón giao thừa ở đây ạ. Wow. Những giây phút đầu tiên của năm mới luôn là thời điểm nhiều ý nghĩa. Nó mang theo nhiều ước vọng cho hành trình 2023 sắp tới. Tất cả mọi người trên thế giới nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng, niềm vui, hạnh phúc và may mắn đến với từng gia đình và mọi người. Tất cả mọi người sẽ có sức khỏe và mang nhiều tiền về cho mẹ. Lại mang về cho mẹ. Và mọi người sẽ có một cái năm mới mà đạt được những cái nguyện vọng mà mọi người đã đặt ra trong tương lai. Xin chúc quý vị khán giả cũng vậy, có sức khỏe là có tất cả. Chúc quý vị có tất cả cho năm 2023. Vâng, đó là không khí chào đón năm mới tối ngày hôm qua tại Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì không khí chào đón 2023 cũng rất là nhộn nhịp ngay từ chiều ngày hôm qua cơ. Rất đông người dân đã đổ về các địa điểm tổ chức để đón năm mới, tận hưởng không khí sôi động và náo nhiệt. Hiện nay tôi đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi đặt một trong hai sân khấu âm nhạc chương trình đếm ngược đón chào năm mới 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù buổi tối chương trình mới diễn ra nhưng ngay từ đầu giờ chiều đã có rất nhiều bạn trẻ đã có mặt ở đây để chờ đón màn biểu diễn của các nghệ sĩ trong nước cũng như quốc tế. Ngay từ đầu giờ chiều, các ngã đường hướng về các địa điểm tổ chức đón năm mới của thành phố Hồ Chí Minh đã chật kín. Không khí tại các khu vực diễn ra sự kiện được cập nhật liên tục trên các trang mạng xã hội, khiến dòng người đổ về khu vực trung tâm ngày một đông. Ai cũng mong muốn có một vị trí đẹp nhất để có thể tham gia vào các hoạt động sôi động trước khoảnh khắc giao thừa. Đây không phải là lần đầu tiên bọn em đi countdown ấy, nhưng mà những cái năm trước mà em không có dịp để đi vì dịch, nên là bọn em muốn có để được cái cảm giác đó. Chủ yếu là muốn cho gia đình và các bé có được cái không khí vui và náo nhiệt vào cái ngày cuối năm như thế này. Lúc đó thì em thấy là mọi người bố và chị đã check in rất là đông rồi. 2 năm ở nhà rồi, năm nay phải đi bằng được. Càng về sau thì càng cái dòng người nó càng đông hơn nữa. Tính ra là bọn em mỗi người một tỉnh á. Đây là năm đầu tiên mà em đón chung với nhau mà nhiều người đến vậy. Trong dịp năm mới, thành phố Hồ Chí Minh cũng chào đón rất nhiều những người bạn quốc tế đến từ khắp các nơi trên thế giới. Họ lựa chọn đến với thành phố Hồ Chí Minh trong dịp này vì không khí náo nhiệt tại đây. Đây là lần đầu tiên tôi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Tôi yêu không khí này, tôi yêu lễ hội đón năm mới của các bạn, tôi yêu người dân Việt Nam, họ vô cùng thân thiện và đáng yêu. Sau khoảnh khắc bước sang năm mới, rất nhiều người dân vẫn còn nán lại rất lâu tại các địa điểm trong trung tâm. Các hoạt động biểu diễn, hoạt náo vẫn diễn ra rất nhộn nhịp. Tất cả đều cầu mong cho một năm mới an lành cho bản thân, gia đình và người dân thành phố. Trong ngày thời tiết đẹp như hôm nay thì chắc chắn là rất đông người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn thức đến xuyên đêm để chào đón năm mới 2023. Và xin gửi một lời chúc bình an, hạnh phúc tới tất cả người dân trên khắp Việt Nam. Và chúng tôi xin được 1, 2, 3, chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng